Bill Cut. Trân Cúc đây. Và chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với hòn đảo hoang của thầy. Và cái thằng trứng cút đó nó bơi gần 20 năm nhưng vẫn chưa bơi được vô tới bờ. Còn chiếc xe này các em hỏi nó từ đâu ra đúng không? Thầy cũng không biết nó từ đâu ra, nhưng mà tập 1 nó đã xuất hiện rồi. Nếu các em không tin thì có thể mở lại tập 1 mà xem. Còn bây giờ thầy quay trở lại hòn đảo của thầy đây. Sau mấy ngày tha phương đi cứu mấy thằng bảo vệ bị nó quýnh văng trứng cút ra ngoài, thì cuối cùng thầy cũng đã quay trở lại được hòn đảo của mình. Công này sao ông vẫn cù, vẫn lạc đà gì vô đây? Về cho xin con nha. đừng có cạp cái đầu ta nha. Từ từ. Từ từ để ta xuống trước cái đã. Ui da. Ôi, ta xin lỗi. Ê, đã cướp được cái con lạc đà của ổng rồi. Đó. Ngầu chưa? Kệ ổng đi. Rồi, bây giờ quay trở lại nhà của chúng ta thôi. Trời ơi, nắng quá mấy em ơi. À, quay trở về nhà vui quá mọi người ơi. Con chó nó đang mong chờ mình về kìa. Trời ơi, ta về rồi nè. Liêu. Rồi, đi ỉa đi mày. Đừng nghĩ ông nhà ta là được rồi. Ủa, dân làng đâu tiêu ta? Ủa, không lẽ dân làng nó đi qua Indonesia, nó coi Việt Nam đó hả ta? Đâu tiêu rồi ta, sao không nhìn thấy nó nữa trời. Mới có đi mấy ngày mà bỏ nhà. Đây, anh đang núp mình nè. Ê, dân làng. Sao, hổm gại nhà có vui không? Hả, dân làng, hổm gại nhà có vui không mày? Chà, có gì đâu vui mà ông đi lâu dữ vậy. Ủa, nhớ cho nguyên cái bộ đồ vàng, sao về còn có cái quần không vậy? Trời ơi, còn cái quần bận về là mai rồi. Mấy con quái vật đánh tao muốn chết, giải cứu xong cái thằng bảo vệ nó còn quýnh tao nữa. Thiệt là nhỏ quá đi. Người ở nhà có chăm sóc cho con chó của ta đàng hoàng không vậy? Tôi chăm sóc con chó của ông cực kỳ chu đáo luôn á. Tôi ăn xương của nó ăn thịt. Gì kỳ vậy? Vậy cuối cùng đứa nào là ăn chó? Thì con chó của ông là con chó, nhưng mà tôi ăn như con chó thì tôi giống như con chó rồi. Chắc ở đây nắng quá mày bị thần kinh hả? Thần kinh cái đầu ông chứ thần kinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với những công việc thường ngày của chúng ta trên hòn đảo này, là trồng trọt, chăn nuôi và quay tai. Ủa lộn, là quay máy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy cây này đâm đít dân làng với con chó. Ê, lấy cây làm gì gắt dữ vậy hai sư huynh? À, không biết sư huynh có ăn cà rốt không nè? Ăn cà rốt không hả? Không ăn hả? Mày ăn ngồi đó đi. Rồi mày có ăn cà rốt đâu mà nhìn. Lấy cây cuốc đất thôi. Đó, lấy cây cuốc đất mình đi thu hoạch lúa. Lúa chín vàng tươi hết trơn rồi nè. Trời ơi, đứa nào nhảy hư đó tiêu rồi. Bây giờ thu hoạch lúa. Đó, lấy ra trồng lại. Cái này là khoai hay gì đúng không ta? Đó, cà rốt, mình mới trồng cà rốt. Đó, nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch cái hàng cuối cùng. Và cái hàng cuối cùng là cái hàng cà rốt, cái hàng mắc tiền nhất. À, mình có thể ăn được cái này trong khi mình đói nha các bạn ơi. Đó, rồi, thu hoạch xong rồi, bây giờ sẽ trồng lại thôi. Chưa thấy đứa nào làm biến nhân dân làng này luôn á. Bữa mình nói là mình chỉ cho nó xong rồi nó sẽ trồng cái này. Ê, chỉ tôi nào, xạo nha, không có nha. Chỉ mày cũng có chịu nhìn đâu. Thôi hai đứa bay ra chỗ khác coi. Đi ra coi con bò này, hồi tao mần thịt mấy giờ nha mày. Đó, mày ăn này không? Đó, ăn đi, ăn giọng nha, ăn đi. Nè, kiếm thêm đứa nữa cho nó ăn xong rồi nó đẻ ra. Rồi, tao trồng lại cái này mới được. Mày nhiều chuyện quá, nó lọt nước luôn rồi, gán chịu nha con. Đó, giờ sẽ... Ủa, cây gót. Thôi trồng tùm lum tà la luôn đi. Đó. Rồi ok. Rồi. Full luôn. Rồi xong. Rồi con gà, con vịt, con nào muốn ăn thì lại đây tao cho ăn nè. Nè hai con ăn rồi hôn nhau đi. Đó. Ăn đi. Đó, hôn đi gà con bà con. Nhanh thiệt luôn á thề. Rồi con này ăn không? Ăn no hả? Ăn no thôi. Rồi không ăn nữa thôi đúng không? Đi à. Cái con gấu này cứ lọt dưới này hoài luôn á. Tao mần thịt mày luôn giờ nè. Trời ơi, thấy mẹ rồi, bà con cô bác ơi, mưa rồi, vô nhà. Trời ơi, đang làm thì dân làng mới chắc giờ đi ngủ rồi mày, làm biếng mà ngủ sớm nữa. Vô chó, mưa lạnh mày, vô đây. Trời ơi, vô đây. Rồi xong, mày mắc mưa thấy bà mày luôn, cho mày ở ngoài đó luôn. Đó, tao dẹp mấy cái đồ mà tao đã thu hoạch được trong ngày hôm nay. Ơi, con chó mình nó thích ở chuồng tắm mưa lắm hay gì á. Vô đây nè, trời đất ơi, nhìn cái gì mà nhìn. Chó tối rồi, đi vô đây ngủ đi chú ơi. Nhanh lên, dân làng nó ngủ, nó ngáy khò khò ở đây rồi nè. Tao đi ngủ trước đây. Ê, chào một buổi sáng đẹp trời, mày thức sớm như vậy dân làng. Sao mày ngủ nữa đi. Không thích. Đời là phù du, còn mày ngu thì phù mỏ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi đào mỏ. Chúng ta sẽ làm cái cây cuốc. Đó, không, cái cây gì nè. Cái cây sẻn để chúng ta đào ba cái...
khoáng sản ở dưới lòng đất như là vàng bạc kim cương hoặc là than để chúng ta làm đuốc. Rồi đó, bây giờ tôi giàu lắm rồi, tôi có vàng thôi, tôi không có gì khác trên đảo này trơn á. Đó, mình sẽ làm một cái cây đào này bằng vàng. Rồi còn nhiều dẹp lại cho nhân làng đây, cảm ơn nha mày. Ê, mình có vàng rồi, tự nhiên mắc gì mình phải đi đào vàng nữa. Tao rảnh tao đi đào vậy đó, giờ mày ý kiến vô, tao thích lấy vàng của mày á, giờ mày sao? Ông nói chuyện vô lý quá, nhưng mà rất thuyết phục đó, ông làm tiếp đi. Bây giờ sẽ đi xuống cái lỗ, cái hầm bữa mình đào rồi á, mình sẽ khai thác tiếp ở dưới này. Tại vì dưới này phát hiện đá nhiều lắm nên không có bị nước tràn vào, chúng ta có thể khai thác ở dưới này, đó thấy không? Thấy cái hang nhà bữa không? Đó, mới đổi cây được nhiều cây đuốc, quên tiêu rồi. Đâu rồi, 8-9 cây gì đó. 8 cây. Không biết hòn đảo này có khoáng sản nhiều không nữa. Đào hoài mà không thấy được gì hết trơn á, toàn là đá với cát không ạ. Một người giàu trên đảo cho hay là sẽ lấy cây cuốc bằng vàng đi đào đá, để làm một cây cuốc đá đi đào vàng. Thật sự ra thì anh ta mới vừa đi đập đá, thưa quý vị. Đó, bây giờ thầy sẽ đào lên banh cái khu này luôn, thầy coi coi khoáng sản nó có dưới này không. Đó, chứ thấy toàn đá, đá và đá thôi chứ không có gì trơn á. Em nào mà thích đập đá thì vô cái đảo của thầy nè, đập thoải mái luôn. Đập quanh năm suốt tháng mới không hết đá luôn nè. Đó, thấy không? Toàn là đá với đá, không có gì khác luôn á trời. Chết tại banh hết cây sẻn vàng rồi, không được rồi. Cái này phải lên trển để đổi ra một cái cây sẻn đá thôi. Cây sẻn đá nó mới chịu nổi. Ý, chó nó nhìn thầy kìa. Nhìn gì? Đó, nhìn gì? Xuống đây chơi không? Lên đây. Mày xuống dưới đó là mày lên không có được nữa đâu á. Ngu ơi là ngu à. Ở đây. Chó, qua đây. Ôi, công nhận là đảo thầy nắng thiệt. Chắc thầy phải trồng thêm cây thôi. Ngồi đây nha, ngồi cho nắng chích bà mày luôn. Đó, bây giờ thầy sẽ đổi ra một cái cây sẻn. Nó có nhưng mà nó bị hư rồi, làm biến xài quá. Đổi cây mới xài cho nó xịn, đào cho nó nhanh. Đó. À, mình đã đến với Minecraft này bao nhiêu năm rồi ta? Từ lúc mà thầy chơi mấy cái khối vuông vuông gấp lại, sau khi thầy xây được một cái nhà, thầy thoát ra thì nó reset lại mất tiêu cái nhà của thầy. Thầy mới cảm thấy ồ cái trò này vui quá, thú vị quá, mình có thể xây mọi thứ mình thích. Và thầy tìm hiểu, cuối cùng chúng ta đã biết được Minecraft và tên của thầy là Herobrine. Trời ơi, thú vị quá. Nếu các em muốn gặp thầy thì 3 giờ sáng nhớ triệu hồi thầy nha, thầy sẽ đến chơi với các em. Có bản lĩnh triệu hồi thầy về thì đừng có cóc thầy ơi, tha cho em đừng búng trứng cút của em nha thầy. Không có vụ đó đâu nha cưng, triệu hồi thầy về là thầy chơi khô máu với mấy em luôn. Đó, chứ nãy giờ thầy đào thầy cũng khô nước miếng rồi mà vẫn chưa thấy được cái cục đá, cục gì có ý nghĩa trong cuộc đời hết trơn luôn á. Thật tình là đã đào rất là nhiều cái lỗ, nhiều cái hang để kiếm đây rồi. Cuối cùng ta đã kiếm được một cái nguyên liệu phát sáng trên hòn đảo này. Đó là than để chúng ta làm đuốc. Đó, cái thứ này là nó ý nghĩa hơn là vàng và kim cương nữa. Tại vì mấy cái kia chỉ làm được đồ bận này kia thôi, còn cái này để soi sáng đường đi, soi sáng hòn đảo của chúng ta. Đó, nó rất là nhiều. Đó, cũng đỡ đỡ. Ít nhất gì cũng không tốn công, chúng ta nãy giờ đào sâu mị mị dưới mà không tìm được gì. Đó, than nhiều lên, càng nhiều càng tốt luôn mấy em ơi. Đó, lấy đi. Nếu mà mấy em muốn khai thác nhanh thiệt là nhanh á, thì các em phải tìm đến Reaper. Mấy em chọc nó, dẫn nó lại cái chỗ mà mấy em cần khai thác, chọc nó, rồi chạy, tum một phát, rồi chúng ta đã có rất là nhiều khoáng sản gớt ra từ cái vụ nổ của thằng Reaper. Đó, cách đó thì chơi ngu lấy tiếng đó. Mấy em còn nhớ cái hang của nhà zombie không? Cái hang mà thầy đào xuống chỗ cái làng cũ của mình á, cái làng trứng cút của mình giờ lên thành phố trứng cút á. Đó, cái đó là trùm luôn á. Ở dưới đó toàn là khoáng sản rất là nhiều, nhưng mà zombie cũng nhiều nữa. Reaper rồi zombie rồi ma xương trắng. Ở dưới đó nhiều lắm luôn á. Đó, nhưng mà đổi lại chúng ta được rất là nhiều khoáng sản. Còn đây thì có một mình thầy nói chuyện, có một mình à. Đào lên đào xuống cũng có mấy cục này chứ có gì khác đâu. Toàn là đá dưới đất. Chắc nãy giờ xây được cái nhà mới rồi đó. Ừ, nói tới xây nhà mới thầy mới nhớ. Chứ bữa nào chúng ta phải đập cái căn nhà cũ nhỏ xíu đó ra xây thành một cái biệt thự trên cái hòn đảo quang này quá. Chứ ở cái nhà đó hoài cũng chán, thầy sẽ trổ tài làm một cái kiến trúc sư. Đó, vẽ cái bản thiết kế, xây cái ngôi nhà sau hình giống cái hình trứng cút cho mấy em xem. Rồi để cho mấy em tham khảo để xây theo cái nhà giống thầy nha. Đó, chơi Minecraft này chúng ta phải có tư duy, suy nghĩ là chúng ta phải xây cái này, xây cái kia thật là hoành tráng lệ. Và sau khi xây xong thì chúng ta nhìn nó thật là mắc ôi. Đắp thêm lỗ này để lên. Đó, để coi đói bụng quá mà giờ mấy giờ rồi. Tới thui luôn rồi, đi từ lúc sáng tới lúc tối mà chưa được cái cục gì bỏ túi luôn. Ngoài mấy cục than đen xì. Con gà này, thiệt tình chứ.
phải đào cho nó lên mới được. Đang con nó nào mấy em ơi. Hey, vậy là được hai con gà nhỉ. Đó, lại đi. Ê, tụi bay đừng tưởng là tao xuống hang tao không thấy tụi bay trên này làm gì nha. Con heo đang bú con bò đúng không? Đó, 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 đó. Thấy tao cái hai con bỏ chạy hả? À, hai đứa mày hay lắm rồi nha. Ê, hình như chúng ta có một vị khách không mời mà đến kìa chó ơi. 1, 2, 3, quýnh nó. Úi da, ê, mày hả ma xương trắng? Đến thăm thầy hả? Quýnh nó chó. Mày đến thăm thầy hả? Đến thăm thầy hả? Chó dứt nó, hay lắm chó. Ê, còn được cuốc xương nè. Chó ăn xương không? Không ăn hả? Không ăn thôi. Rồi, đi vô nhà thôi chó ơi. Không biết sao nó vô được ta, nhớ mình chặn cái lỗ đó lại rồi mà ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi nhân giống tình yêu. Đó, con gà này ăn một miếng. Rồi, cho con gà này ăn một miếng. Đó, rồi, hung nhau một miếng. Gà một con, gà con. Gà một con, gà con rồi. Gà là người ta đẻ trứng, còn con gà này nó đẻ con luôn. Nó đẻ con bằng trái dưng. Đó, ghê thiệt. Nhanh thiệt nó. Gà được một con gà mới nữa. Nhưng mà hai con gà này hết khả năng sinh sản rồi. Từ từ xíu mình hãy cho nó ăn. Còn con heo thì có một mình đó. Đó, đã nhân giống ra được một con gà khác rồi nè, thấy không? Rồi, thành công rồi đó. Trời đất mẹ ơi, không thấy cái này thôi, thấy nó là nó đi ngủ à. Thôi, chó vô đây ngủ chơi. Đó, vô đây ngủ đi. Trời ơi, con gà này đi theo cái gì? Nếu mà đi theo ăn rồi thì đi ngủ đi. Thôi, tôi mần thịt mày bây giờ nè. Đi ra. Đi ra, rồi. Đó, trời đất ơi, đi ra. Đó, rồi, ngủ đi nha. Cho ngủ ngon nha chó. Ngủ thôi. Tạm biệt mọi người. Yeah, 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 yeah. Ngủ thôi. Có gì ăn không ta? Đói bụng quá vậy. Thôi đi ngủ. Tạm biệt mọi người nhé.